Năm 2023, cấp ủy chính quyền mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo có hiệu quả. Nhờ vậy mà phong trào đã phát triển rộng khắp, đồng bộ, toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là xuất hiện nhiều ở những nơi khó khăn, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào yêu nước, các cuộc vận động. Trong năm, toàn tỉnh xây mới 3.340 mô hình, trong đó 2.700 mô hình tập thể, 640 mô hình cá nhân. Trong đó có 989 mô hình kinh tế, 1.628 mô hình văn hóa xã hội, 360 mô hình quốc phòng an ninh, 363 mô hình xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Phó Bí thư tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đến sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong xây dựng nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh năm 2024, phong trào thi đua dân vận khéo cần tiếp tục lắng nghe ý kiến từ các cấp chính quyền và người dân, tiếp thu các sáng kiến từ cơ sở, chia sẻ những bức xúc của người dân để kịp thời giải quyết, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình nghị quyết của tỉnh của Trung ương, tuyên truyền về phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các ngày kỷ niệm trong năm đẩy mạnh triển khai sâu rộng thiết thực hiệu quả trong phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với thực tiễn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị hướng vào việc giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ của cuộc sống gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước xây dựng duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong đó chọn các mô hình có chiều sâu tính lan tỏa có tính đột phá và có tính nhân rộng đổi mới cách làm công tác dân vận có tính sáng tạo và phù hợp với từng giai đoạn điều kiện cụ thể từng địa phương quan tâm xây dựng các mô hình tại vùng đặc thù trong doanh nghiệp các việc khó